Tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, bước sang tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023, giàu hay nghèo, làm sao để nhận biết được những khó khăn, làm sao để vượt qua được những trở ngại, làm sao để đón nhiều vận may, làm sao để nắm bắt được cơ hội và trở nên giàu có. Minh được tử vi hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị, các bạn, anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Vâng, kính thưa quý anh chị tuổi Mậu Ngọ thân mến, từ trước đến nay trên con đường đi tới thành công nào cũng rất khó khăn, cũng đầy gian khổ. Cổ ngữ có câu, bảo kiếm sắc nhờ mài ra, hoa mai thơm nhờ sống trong bút giá, và người muốn thành tài thì đều phải trả giá và đánh đổi kinh qua đủ các loại lò rèn. Và khi đã trở thành báu vật rồi thì cuộc đời sẽ tự khắc an bài cho số phận, an nhàn, giàu sang, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, làm gì cũng hanh thông, suôn sẻ, con cháu ba đời vẫn được hưởng phúc báo từ bạn. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao thì ngay sau đây xin mời quý chị tuổi Mậu Ngọ cùng theo dõi vận trình của mình trong tháng 10 âm lịch nhé. Trước khi đi vào lá số tử vi chi tiết, ta cùng tìm hiểu qua đôi điều về những nét riêng trong tính cách và vận số cuộc đời của những người sinh năm 1978, tuổi Mậu Ngọ nhé. Nam và nữ sinh năm 1978 Mậu Ngọ, tức tuổi con ngựa, thường gọi là cứu nội chi mã, tức ngựa đồng cỏ. Tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, mệnh hỏa, thiên thượng hỏa, lửa trên trời, xương con ngựa, tướng tinh con heo, cuộc đời được Phật Bà Quan Âm độ mạng. Mệnh hỏa, thiên thượng hỏa, có nghĩa là lửa trên trời, ánh sáng từ trên trời vốn được ví như sự quang minh lỗi lạc. Vì vậy, người Mậu Ngọ có bản mệnh thiên thượng hỏa là những người thông minh nhưng cũng khá thẳng tính, không thích sự mờ ám và luôn sống ngay thẳng. Tuổi Mậu Ngọ 1978, mệnh thiên thượng hỏa là mẫu người rất nhiệt tình trong mọi chuyện, sẵn sàng giúp đỡ người khác, sống hào phóng. Tuy nhiên, nhược điểm là khá nóng tính nhưng họ lại rất độ lượng và hào phóng với những người xung quanh. Tuổi Mậu Ngọ mệnh thiên thượng hỏa luôn thể hiện một cá tính cao quý, phẩm chất tốt đẹp sang trọng, nhưng cũng nên bỏ qua sự kiêu ngạo, ham danh lợi, tự tin thái quá thì phú quý mới có thể ghé vào được. Cũng giống như ánh sáng mặt trời, chỉ phát tán năng lượng mà không hề mong nhận lại, nên họ luôn giúp đỡ phấn đấu cống hiến hết mình trong cuộc đời, cho cộng đồng và xã hội một cách vô tư, không hề toan tính lợi ích, không hề tư lợi cá nhân, luôn thể hiện một con người với nguồn năng lượng tràn đầy trong mình. Khi họ làm bất cứ công việc gì, họ chẳng biết mệt là gì, đừng vì vậy mà lạm dụng sức khỏe, có thể đến một lúc nào đó bạn sẽ thấy mệt mỏi và căng thẳng. Người tuổi Mậu Ngọ, mệnh thiên thượng hỏa, yêu nghệ thuật, giỏi văn thơ, thích những màu sắc đa dạng, không chỉ vậy, họ còn là người chuộng danh vọng, địa vị, quyền hành, đôi khi còn độc đoán, làm theo sở thích và ý thích của bản thân, thiếu suy nghĩ chín chắn kỹ càng, nhiều khi phải trả giá cho quyết định của bản thân mình, họ sống giàu tình cảm và đầy lòng trắc ẩn, yêu thương con người. Bởi vậy, những người tuổi này thường lựa chọn con đường sáng tác nghệ thuật để truyền tải những thông điệp yêu thương cho thế giới loài người. Mậu Ngọ dễ xúc động với những bất hạnh khó khăn của người nghèo khổ, họ dễ tổn thương nhưng cũng dễ tha thứ lỗi lầm của người khác. Tấm lòng vị tha của tuổi Mậu Ngọ khiến cho họ trở nên thân thiện và nhận được nhiều tình cảm quý mến của mọi người xung quanh. Đối với tuổi Mậu Ngọ, thứ quan trọng nhất không phải là tiền bạc, địa vị, vì vậy họ cũng không thích quản lý chỉ đạo người khác. Tuổi Mậu Ngọ thích làm việc trong tập thể và đóng góp những ý tưởng sáng tạo của mình cho đám đông. Hơn nữa, tinh thần ham học hỏi giúp họ có nhiều kinh nghiệm khi hợp tác làm ăn với mọi người. Mậu Ngọ là những người thiên về sống nội tâm, ít khi chia sẻ cảm xúc, tình cảm của mình cho người khác. Họ tốt bụng giúp đỡ người khác trong âm thầm, sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Điều mong ước lớn nhất với Mậu Ngọ không phải là cuộc sống giàu sang, sung sướng, mà là một cuộc sống an nhàn, bình yên và ngập tràn tình yêu thương. Và sau đây, chúng ta cùng đi vào phần luận giải tổng quan về vận trình tháng 10 âm lịch của tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Xem tử vi tháng 10 âm lịch tuổi Mậu Ngọ chỉ ra rằng, bản mệnh không ngừng hoang mang lo lắng với những thay đổi đang diễn ra. Nhưng nếu có người động viên giúp lấy lại tinh thần, bạn sẽ có thể thực hiện được mọi việc vượt xa cả mong đợi. Tháng mới của con giáp Mậu Ngọ, đừng sợ với những thay đổi có thể thấy đó là việc cần thiết đối với bản mệnh lúc này. Mới đầu bạn có cảm giác khó khăn, chán nản, nhưng khi có chút thành quả, bạn sẽ tìm ra được động lực cho mình để thích nghi. Nguyệt lệnh lâm quan đới cho thấy, vốn bản mệnh là người thông minh, nhanh nhạy,
biết làm ăn tính toán, việc nhỏ việc lớn trong nhà. Bạn hãy duy trì thái độ tốt như thế, vì kiên nhẫn tích tiểu thành đại mới là cách hay, vì không mấy ai đủ may mắn để giàu sau một đêm cả. Điểm yếu của bạn đó là sống quá tình cảm nên dễ bị u mê, dẫn dụ khi vướng mắc vào chuyện tình cảm, đó là lý do. Những lý tưởng của bạn sớm bị sụp đổ, không đạt được mong muốn, nếu đừng sa đà quá vào chuyện này thì mọi thứ sẽ sớm ổn thỏa. Dịch mã chủ về dịch chuyển và nhiều thay đổi trong cuộc sống của con giáp tuổi Mậu Ngọ trong tháng 10 âm này có thể mang lại những cơ hội đáng chú ý trong đời sống nghề nghiệp, giúp bạn đưa ra các quyết định cụ thể. Thực thần xuất hiện, dự báo bản mệnh có cơ hội gặp được một đối tác vô cùng tiềm năng, nhưng bạn phải cố gắng cởi mở. Để trò chuyện thân mật với họ trước thì người kia mới hứng thú với những dự án của bạn. Về khía cạnh sức khỏe có thể thấy rằng tháng này người tuổi Ngọ không được tốt hay ốm đau, thiên nguyệt hung tinh chủ về ưu tư, phiền muộn khiến cho tinh thần của con giáp này Mậu Ngọ thường xuyên trong tình trạng bất an, lo lắng, gây bất lợi cho sức khỏe. Dựa trên mối tương quan giữa đương số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh mà đoán định hung cát về con giáp thông qua 4 phương diện chính là sự nghiệp, tài vận, tình duyên và sức khỏe, cụ thể như sau. Về phương diện sự nghiệp của người Mậu Ngọ phát triển thuận lợi, một phần là nhờ tác động tích cực của Nguyệt lệnh Lâm quan đới, bạn biết rút kinh nghiệm từ những người đi trước, nên không vội vàng hay rút ngắn giai đoạn mà luôn chủ động tìm cách an toàn cho mình, kiên nhẫn như kiến tha lâu cũng đầy tổ. Thế nhưng, sẽ không có ít những ý kiến trái chiều không đồng nhất với cách làm của bạn, khiến cho bản mệnh có lúc sao nhãng, thậm chí có thể khiến cho bạn cảm giác bối rối, làm tăng mức độ căng thẳng và gây ra những thăng trầm trong đời sống. Điều này có thể ảnh hưởng đến tính kiên nhẫn và bản chất bình tĩnh vốn có của bạn. Bản mệnh dễ bị tác động bởi ngoại cảnh và cảm nhận sự chậm trễ và khó khăn, khiến cho mình chìm đắm trong những suy nghĩ và không thể nào thoát ra để tính toán mọi việc một cách lý trí. Nếu may mắn, có người kéo tinh thần bạn lên thì mọi vấn đề lại được giải tỏa, bạn lại sớm lấy lại được sự tự tin và thích nghi với những thay đổi đang có. Nhờ đó mà gặt hái được thành công, khẳng định những giá trị mà mình đã đưa ra. Người làm trong lĩnh vực có liên quan đến viết lách như báo chí, truyền thông đạt được thành công lớn. Tuy nhiên, người kinh doanh cổ phiếu thận trọng tránh các giao dịch không có sự hỗ trợ của các chuyên gia. Xét về phương diện tài lộc, xem tử vi tháng 10 của 12 con giáp âm lịch, bản mệnh Mậu Ngọ vốn là người ưa an toàn nên vấn đề liên quan đến tiền bạc cũng không phải ngoại lệ. Nhìn chung, tình hình tài chính của người Mậu Ngọ ổn định, hài hòa khi nguồn thu chi được đảm bảo trong tháng 10 âm lịch này. Trong thời điểm khó khăn như hiện nay, bạn vẫn có thể giữ được trạng thái này là đáng mừng rồi đấy. Có thể bạn muốn giúp đỡ mọi người nên trích một phần tiền của mình để hỗ trợ những người xung quanh mình. Thực tế là xung quanh bạn có rất nhiều điều kiện có lợi, vấn đề là bạn có nhìn ra hay không mà thôi. Nhất là tháng này có thực thần mang tới cơ hội hợp tác làm ăn thành công, nếu bạn biết chớp lấy cơ hội này. Thế nhưng không phải ai cũng đáng tin, vì thế dù là thế nào bạn cũng phải chủ động trong việc tìm hiểu thông tin của người mình sắp hợp tác một cách cẩn thận nhé. Ngoài việc trò chuyện liên quan tới công việc, hãy nói về sở thích, gia đình, mục tiêu sống để hiểu thêm về người mà bạn định đầu tư tiền bạc vào họ nhé. Các mối quan hệ hợp tác cần được bồi dưỡng trong tháng này để tranh thủ kiếm về thêm hợp đồng, dự án có lợi. Cũng nhờ quan hệ xã giao tốt đẹp, bạn vừa bớt được nhiều đối thủ cạnh tranh, lại vừa có người sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó. Nhờ có tài vận ổn định, bạn có thể thoải mái làm những việc mình muốn. Nhìn chung, chỉ cần bạn chăm chỉ cần cù thì chắc chắn việc làm ăn buôn bán sẽ không đến nỗi nào, đồng ra đồng vào là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần tự nhắc nhở bản thân rằng làm gì cũng cần có kế hoạch cụ thể, đừng tiến hành một cách mù quáng, cảm tính mà bị kẻ xấu lợi dụng, nhất là khi trong tháng có cả thiên cầu hung tinh hoành hành, sai một ly là có thể trả cái giá rất đắt. Nếu biết đánh giá tình hình chính xác, bạn có thể tránh được những tổn thất không đáng có, cũng như kiếm được một khoản lời lãi kha khá cho mình. Về mặt tình cảm, gia đạo, xem tử vi tháng 10 âm lịch, ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho vận trình tình cảm của tuổi Mậu Ngọ tháng này thêm phần rực rỡ và tươi đẹp. Hứa hẹn là bản mệnh sẽ có những trải nghiệm tươi vui, đáng nhớ trong đời. Nhiều người đã trở nên vô cùng mạnh dạn trong phương diện tình cảm. Với các nàng độc thân, bạn mệt mỏi khi phải chờ đợi người trong mộng nên đã quyết định sẽ tự đi tìm nhân duyên cho mình. May mắn thay, đây cũng là thời điểm bạn thoát ra được sự lôi cuốn khó cưỡng nên không ai có thể thoát được tầm ngắm của bạn. Nhưng dù sao vấn đề tình cảm liên quan đến cảm xúc, do đó bạn cũng đừng ép người ta quá
hãy tấn công một cách từ tốn thôi, con giáp Mậu Ngọ nhé. Về phương diện sức khỏe, xem tử vi năm 2023 tháng mới dự báo, Mậu Ngọ có những lo lắng liên quan tới sức khỏe của mình. Thực ra vì bạn quá bận rộn nên không chăm sóc bản thân đúng cách. Nếu không muốn nói là bị bỏ bê, sức khỏe bạn cần phải được quan tâm vì có một số xáo trộn về tinh thần có thể gây tác động xấu đến bạn. Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng như sức khỏe thể lực vậy. Do đó, bạn đừng chỉ chăm chăm chữa trị bên ngoài mà còn phải tìm cách để tâm thanh thản và vui vẻ. Sức khỏe giảm sút cũng là điều kiện không tốt, khiến cho bạn dễ bị bệnh trong tháng này. Thời điểm bạn chạy bộ chậm là cách tập luyện tốt nhất, tăng cường chức năng hô hấp. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho Mậu Ngọ, sinh năm 1978, trong tháng 10 âm lịch 2023. Tử vi tuần 1, tuổi Mậu Ngọ, tháng 10 âm lịch 2023. Tuổi Mậu Ngọ trong tử vi tuần mới này vô cùng may mắn, dù là tình duyên hay công danh sự nghiệp đều có những bước tiến khá lớn. Hữu Bật Cát Tinh trợ vận, bản mệnh có nhiều cơ hội thể hiện năng lực cá nhân, cũng có nhiều cơ hội được tiếp xúc, gặp gỡ với quý nhân và được quý nhân nâng đỡ. Chuyện thăng tiến trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, đầu tuần là lúc mà cát khí lên đến đỉnh điểm, chuyện làm ăn buôn bán của người làm kinh doanh cực kỳ thuận lợi. Nếu bạn có ý định ký kết hợp đồng hay mở rộng quy mô thì đây chính là thời điểm rất tốt. Cát khí sẽ giúp cho khả năng thành công của Mậu Ngọ tăng lên gấp bội, người làm văn phòng có thêm nhiều nguồn thu nhập khác ngoài nguồn thu nhập chính. Có điều, tới thời điểm cuối tuần, bản mệnh cần phải cẩn trọng bởi kiếp tài có thể khiến cho tiền bạc của bạn tiêu tan khi dẫn đến họa phá tài lớn, họa phá vận trình. Của những người tuổi Mậu Ngọ, khi đạt được quá nhiều điều thuận lợi, bạn có thể sẽ lơ là cảnh giác, đó là tinh thần chiến đấu của bạn bị thả lỏng, rất dễ bị mắc phải sai lầm. Đường tình duyên khá bình ổn, hai người vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp, quan tâm và chăm sóc cho nhau, song dường như còn thiếu chút lửa tình mãnh liệt. Để hai người yêu đương nồng nàn, nếu có thể tạo cho đối phương thêm nhiều bất ngờ để đẩy nhanh mối quan hệ tăng tiến thì bạn đừng chần chừ nữa nhé. Cẩm nang vượng vận, quý nhân Dần, Hợi, tiểu nhân Tý, Thìn. Màu sắc may mắn đen, be vàng. Con số phát tài 72, 22, 19. Tử vi tuần 2, tuổi Mậu Ngọ, tháng 10 âm lịch 2023. Xem tử vi tuần mới của tuổi Mậu Ngọ, vận trình trong tuần mới khá sáng sủa khi mà điềm báo cát lành rực rỡ, che lấp đi sự tối tăm mà hung vận đem lại. Tài lộc tăng tiến không ngừng, con giáp này gặp nhiều may mắn trong chuyện liên quan đến tiền bạc, có được nguồn thu nhập chẳng những ổn thỏa mà còn có nhiều không gian để phát triển trong tương lai. Đặc biệt trong tuần này, những bạn làm kinh doanh, làm nghề tự do sẽ gặt hái được khá nhiều thành quả trong chuyện làm ăn, buôn bán, hàng hóa sẽ được nhiều người ưa chuộng, lợi nhuận càng ngày càng lớn. Danh tiếng của bản mệnh cũng bay xa, người này giới thiệu cho những người kia, nhiều cơ hội tài lộc mới sắp tới, chỉ chờ bản mệnh đưa tay ra nắm bắt là có được. Riêng về đường tình cảm, mọi chuyện đang diễn tiến vô cùng thuận lợi, khi mà đôi lứa tâm đầu ý hợp, bên nhau không rời, có thể trong thời gian sắp tới, người tuổi Mậu Ngọ sẽ đón tin vui về tình duyên, mối quan hệ thăng cấp, điềm báo hôn nhân con cái đầy đàn, nhiều chuyện bất ngờ diễn tiến rất nhanh, nhưng trong lòng hạnh phúc nên vất vả cũng chẳng hề chi. Thiên Diêu Cát Tinh phù trợ cho nhân duyên, cũng giúp cho bản mệnh khá nhiều trong việc thiết lập các mối quan hệ, công việc trôi chảy dễ dàng hơn nhiều, phần khi bạn đạt được thỏa thuận với những bên liên quan. Song, vẫn có điểm báo tiểu nhân thiên quan đang ở bên, bày mưu hãm hại, nên cẩn trọng là hơn, chớ để kẻ xấu có cơ hội lợi dụng mình. Cẩm nang vượng vận, quý nhân Tuất, Dậu, tiểu nhân Mão, Thân. Màu sắc may mắn đen, xanh dương. Con số phát tài 36, 19. 82. Tử vi tuần 3, tuổi Mậu Ngọ, tháng 10 âm lịch 2023. Trái với tử vi tuần trước, người tuổi Mậu Ngọ có lẽ nên chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho một tuần tăm tối bị hung vận bao trùm. Vận trình công danh sự nghiệp lên xuống thất thường, khi được trăm người ngưỡng mộ, khi bị ngàn kẻ cười chê. Tuy nhiên hãy học cho mình thói quen bỏ ngoài tai những lời xúc xiểm, chỉ đón nhận những lời góp ý mang tính chất xây dựng mà thôi. Thêm nữa, chuyện tình cảm của con giáp mà cũng gặp nhiều trắc trở, người yêu thương nhau chưa đến được với nhau. Nhiều chuyện mệt mỏi xảy ra, khiến cho bạn có những lúc muốn buông xuôi, không còn muốn tiếp tục cố gắng nữa. Bản mệnh dồi dào tình cảm, nhưng lại không giỏi bộc lộ, nên dễ gây hiểu lầm, dễ khiến cho đối phương cảm thấy bị lạnh nhạt và tổn thương. May nhờ có Bách Việt chủ đào hoa,
nên mọi chuyện không đến mức tồi tệ quá. Đầu tuần này, người tuổi Mậu Ngọ nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền, nhất là những ai đang có nghề tay trái, nghề phụ hay là theo nghiệp kinh doanh. Tiền bạc đổ vào túi ào ào như nước, tiền nhiều không đếm xuể, khiến cho bản mệnh choáng ngợp trước vận may từ trên trời rơi xuống. Người làm công ăn lương cũng nhờ tích góp mà có thêm một khoản tiền tiết kiệm, phòng khi đau ốm bất ngờ. Song nếu có kế hoạch đầu tư hay là ký kết hợp đồng gì vào dịp cuối tuần thì mệnh chủ nên cân nhắc kỹ thiệt hơn, bởi kiếp tài đang án ngữ ngay dưới con đường đi tới thành công. Nếu lơ là cảnh giác, có thể khiến cho những cơ hội kiếm tiền kia biến mất không tăm tích, bản thân bạn cũng thấy trống rỗng và áy náy không nguôi. Cẩm nang vượng vận, quý nhân Hợi, Dần, tiểu nhân Dậu, Thìn. Màu sắc may mắn đen, xanh lục. Con số phát tài 53, 79, 65. Tử vi tuần 4, tuổi Mậu Ngọ, tháng 10 âm lịch 2023. Công việc của bản mệnh Mậu Ngọ diễn ra suôn sẻ, có những cơ hội mới tới và đều có dấu hiệu khả quan, tinh thần vui vẻ, phấn chấn, bạn thậm chí còn có cơ hội trau dồi thêm những kỹ năng mới, phát triển thêm những khả năng của bản thân. Nữ mệnh may mắn hơn khi được thái âm cát tinh che chở, công việc không quá áp lực hoặc nếu gặp khó khăn có người đứng ra giúp đỡ. Với những nữ mệnh đang giữ chức vụ quản lý, tuần này có thể gặt hái bước tiến lớn trong sự nghiệp, hãy mạnh dạn đề xuất ý tưởng mới với cấp trên để khẳng định năng lực bản thân. Người kinh doanh, buôn bán, có một tuần tất bật, thu chi mất cân đối, có thể bản mệnh sẽ hồn vốn đầu tư hoặc kinh doanh, nên chi tiêu cho cuộc sống có phần eo hẹp hơn trước. Tuy nhiên, đây chỉ là tình trạng tạm thời, nó sẽ qua rất nhanh khi dự định của bạn được triển khai. Tài lộc vượng mang lại cho bản mệnh những cơ hội tăng thêm thu nhập, đây cũng là niềm đam mê của bạn, nên bạn dành nhiều thời gian tìm hiểu, nắm bắt thông tin và đây là nền tảng tốt để có thêm những nguồn thu đáng kể trong tương lai. Chuyện tình cảm của Mậu Ngọ trong tháng 10 âm này không lý tưởng, bản mệnh cả thèm chóng chán, yêu đương tùy hứng, giận dỗi vô cớ nên liên tiếp xảy ra mâu thuẫn, xung đột, khiến gia đạo bất ổn, các cặp vợ chồng bằng mặt chứ không bằng lòng, tần suất chia sẻ nói chuyện trực tiếp giảm đi trông thấy, mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái cũng sẽ gia tăng. Tình trạng sức khỏe của bạn trong tuần này nhìn chung là khá tốt, miễn là bạn có thể tuân theo những chỉ dẫn trước đó của bác sĩ và có ý thức kiềm chế bản thân, không ăn uống bừa bãi theo sở thích của mình thì những mầm mống bệnh tật kia sẽ dần tiêu tan. Cẩm nang vượng vận, quý nhân Tuất, Mùi, tiểu nhân Dậu, Mão. Màu sắc may mắn đen, xanh lá. Con số phát tài 28, 70, 86. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, sống khiêm tốn không hề dễ dàng, vì chúng ta luôn thích được thể hiện cái tôi, bản ngã của mình để người đời biết rằng bản thân cũng là một người đáng được quan tâm, chú ý của xã hội. Câu chuyện tiều phu và trí giả. Câu chuyện kể rằng, tiều phu cùng học giả đi chung một chiếc thuyền giữa sông, học giả tự nhận mình hiểu biết sâu rộng nên đề nghị chơi trò đón chữ cho đỡ nhàm chán, đồng thời giao kèo, nếu mình thua sẽ mất cho tiều vùng 10 đồng, ngược lại, tiều phu thua sẽ chỉ mất 5 đồng thôi. Học giả coi như minh nhường tiều phu để thể hiện trí tuệ hơn người, người tiều phu thấy vậy chỉ mỉm cười đồng ý, ông vốn không muốn phân tài cao thấp hay kiếm tiền từ việc cá cược, nhưng ông muốn cho vị học giả hiểu ra giá trị sâu sắc hơn của trí tuệ nên đã đồng ý. Đầu tiên, tiều phu ra câu đố, vật gì ở dưới sông nặng 1.000 cân, nhưng khi lên bờ chỉ còn 10 cân, học giả vắt óc suy nghĩ, vẫn tìm không ra câu trả lời, đành đưa cho tiều phu 10 đồng. Sau đó ông hỏi tiều phu câu trả lời là gì, tôi cũng không biết. Tiều phu đưa lại cho học giả 5 đồng và nói thêm, thật ngại quá, tôi kiếm được 5 đồng rồi. Học giả vô cùng sửng sốt, không nói được lời nào, còn vị tiều phu chỉ mỉm cười từ bi, trí tuệ không có nghĩa là khoe ra cho người ta biết, mới thể hiện được sự khôn ngoan, sống khiêm tốn mới thực sự là thể hiện tri thức hơn người. Những điều tốt, vẫn luôn có những điều tốt hơn thay thế, cuộc sống biến đổi không ngừng, chúng ta phải luôn học hỏi, nhưng cũng có những người cho rằng, mình đã trên thông thiên văn, giới tường địa lý, mà không chịu tiếp nhận, họ cứ muốn ôm giữ mãi một thứ cũ rích mà họ có được, rồi tự ảo tưởng rằng, mình trí tuệ hơn người. Kinh nghiệm của người xưa khi qua sông, thường lấy một hòn đá ném nó xuống nước, để phỏng đoán độ sâu của con sông, bọt nước bắn lên càng cao thì chứng tỏ nước sông càng cạn, càng nông. Trái lại, nơi nào không có bọt nước bắn lên, không nghe thấy âm thanh lớn thì chứng tỏ chỗ ấy nước càng sâu. Thậm chí là sâu không thể đo được, nước càng sâu, chảy càng không có tiếng động, làm người cũng nên như vậy, mình biết hơn người ta vấn đề này. Nhưng vấn đề khác thì không có kiến thức gì, vậy nên
con người cần có một tâm thái rộng mở để đón nhận những cái mới và khiêm tốn học hỏi. Cổ nhân có câu, nước sâu chảy chậm, người tôn quý ăn nói từ tốn. Mỗi người thông thường chỉ mất 2 năm để học nói, nhưng phải mất hàng chục năm, thậm chí cả đời để học cách im lặng. Cho nên nói là một loại năng lực, nói đúng chỗ, đúng lúc lại là một loại trí tuệ. Người vốn có tính khiêm tốn thường hay tự cho rằng kiến thức của mình vẫn còn nhỏ bé, còn phải tiến thêm nữa và cần phải trau dồi, học hỏi nhiều hơn nữa. Người có sẵn tính khiêm tốn không bao giờ chịu chấp nhận sự thành công của cá nhân mình trong hoàn cảnh hiện tại, lúc nào cũng cho sự thành công của mình là tầm thường không đáng kể, luôn luôn tìm đủ mọi phương diện để học hỏi thêm lên. Làm cách nào để sống khiêm tốn? Thứ nhất, thừa nhận giới hạn của bản thân. Bạn phải chấp nhận là mình không giỏi tất cả hay bất kỳ việc gì, cho dù bạn tài năng đến đâu thì sẽ luôn có người giỏi hơn bạn. Ở một khía cạnh nào đó, nhìn vào những người giỏi hơn và xem xét tiềm năng phát triển bản thân, không có ai là giỏi nhất, bất kể ở mặt nào. Mình không phải là hoàn hảo, mình vẫn còn nhiều thiếu sót, sự yếu kém về cả thể chất, tinh thần, nhận thức. Hãy thừa nhận sự thật đó và hãy thật khiêm tốn nhận sự giúp đỡ của tha nhân với lòng thành kính và lời cảm ơn chân thành nhất. Thứ hai, ý tứ khi nói chuyện. Người khiêm tốn không nhất thiết phải quá ngại ngùng hay không có tí lòng tự trọng nào. Tuy nhiên, người khiêm tốn nên lưu tâm đến những người đang nói chuyện với họ và không nói lấn lướt hay cắt ngang lời bất kỳ ai. Muốn làm người khiêm tốn, bạn nên thừa nhận rằng mọi người, kể cả bạn có mục tiêu và ước mơ riêng và họ cũng muốn nói về thành tựu và quan điểm của mình đối với các sự việc. Thứ ba, không dành hết công lao về mình. Chúng ta là con người và những gì chúng ta có hiện nay chịu sự ảnh hưởng và dẫn dắt rất lớn từ người khác. Vô số người đã hỗ trợ và giúp đỡ để chúng ta được như hôm nay và để chúng ta đạt được giấc mơ, tự hào về thành tựu của bản thân là hoàn toàn bình thường. Nhưng nên nhớ, không ai có thể hoàn toàn tự mình làm được việc gì và rằng bạn đã là con người, thì chúng ta phải hỗ trợ nhau đạt được mục tiêu, chia sẻ tình yêu, thừa nhận những người đã giúp đỡ mình trên con đường thành công. Thứ tư, nhận ra khuyết điểm của bản thân. Chúng ta thường phán xét người khác vì điều đó dễ hơn nhiều so với nhận xét chính mình. Tiếc là việc này hoàn toàn không tốt và lại còn có hại cho nhiều trường hợp hơn. Phán xét người khác gây ra bất hòa trong mối quan hệ, ngăn cản sự phát triển của các mối quan hệ mới. Tệ hơn nữa là chúng ta không thể tiến bộ. Nếu có thói quen này, mọi người đều có sai sót. Chúng ta thường xuyên phán xét người khác mà không nhận ra. Bạn có thể tập thói quen này, cố gắng phát hiện những lúc mình có suy nghĩ phán xét người khác. Khi đó thay vì phán xét họ, bạn hãy phán xét chính mình, xem xét cách để cải thiện bản thân thay vì suy nghĩ cách người khác nên hành động. Sau cùng, bạn không thể kiểm soát hành vi và lựa chọn của người khác, nhưng của bạn thì được, làm việc với khuyết điểm của mình. Nhớ rằng sự phát triển và tiến bộ là một quá trình kéo dài suốt đời và không bao giờ ngừng, cho dù bạn đã rất giỏi việc gì đó. Thứ năm, thừa nhận những sai sót. Hãy lắng nghe những dấu hiệu, sự góp ý, lời khuyên phản ứng từ những người khác, từ môi trường, từ những biểu hiện. Từ đó bạn sẽ tìm ra khuyết điểm của mình, nhận thấy rằng mình không hoàn hảo để cố gắng hơn nữa. Thứ sáu, tránh khoác lác. Có lòng tự trọng lành mạnh, họ cảm thấy tự hào về thành tựu của mình là chuyện bình thường, nhưng không ai thích người thường xuyên kéo sự chú ý về họ và thành công của họ. Nếu bạn cảm thấy mình đã làm được một việc thật tuyệt vời, nhiều khả năng người khác đã nhận ra điều đó và họ sẽ tôn trọng bạn nhiều hơn vì sự khiêm tốn. Thứ bảy, biết ơn những gì bạn có. Biết ơn những gì ta đang có, luôn tự nhủ rằng những cái căn bản nhất ta đều có, không do ta mà có. Ta có bộ óc tốt, có khuôn mặt xinh, thân hình đẹp, giọng hát hay, không phải do ta có được mà là may mắn ban cho, nên thay vì kiêu ngạo thì hãy biết ơn với lòng thành kính. Thứ 8. Không sợ phạm lỗi. Một phần của sự khiêm tốn đó là hiểu rằng bạn sẽ phạm lỗi, hiểu được điều này và hiểu rằng mọi người đều phạm lỗi, bạn sẽ gạt được gánh nặng khỏi đôi vai mình. Tuy nhiên điều này không có nghĩa bạn nên làm việc cẩu thả, cố gắng tránh những sai sót quá đơn giản, nhưng không sợ thử các phương pháp hay cách thức mới để đạt được mục tiêu. Mỗi người chỉ có một trải nghiệm, một phần nhỏ của cuộc sống, và một thời gian nào đó, luôn luôn có những người lớn tuổi hơn và khôn ngoan hơn bạn. Ý kiến của người lớn tuổi hơn đáng để cho bạn tham khảo, nhưng bạn phải quyết định dựa trên sự hiểu biết của mình đối với họ. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng
nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.